trình bày từng văn kiện riêng rẽ như là chúng ta vẫn thường thấy ở đại hội cấp tỉnh thành vừa qua, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày một bản báo cáo duy nhất nhưng đã truyền tải những tư tưởng và nội dung cốt lõi nhất trong các văn kiện trình đại hội. Là người trực tiếp tham gia tổ biên tập các dự thảo văn kiện trình đại hội 12, ông có thể cho biết đâu là những điểm mới nổi bật trong những tư tưởng và nội dung cốt lõi? Trong bài trình bày của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội thì đã trình bày những tư tưởng nội dung cốt lõi của bốn cái văn kiện: một là báo cáo chính trị, hai là báo cáo kinh tế xã hội, ba là báo cáo thực hiện nghị quyết 4/1 một số nội cơ bách của sinh hoạt hôm nay, thứ tư là báo cáo tổng kết thi hành nghị quyết 4/1. Cái bản trình bày của đồng chí Tổng Bí thư tập trung vào 6 cái nội dung cốt lõi nhất: một là vững bước trên con đường đổi mới, hai là phát triển nhanh bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại, ba là bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thứ tư là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ sáng nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thứ năm là xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, và cái điểm cốt lõi thứ sáu là những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2022. Vâng, thưa ông, như chúng ta cũng có thể nhìn thấy trong cái đoạn cuộc phỏng vấn mà chúng tôi vừa trình bày trước đó, thì trong cái bản báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về các văn kiện đại hội 12 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày thì đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ của đại hội 12. Đây cũng có thể xem là 6 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng và đất nước trong cái thời gian tới. Ông có nhận xét như thế nào về việc xác định 6 cái nhiệm vụ trọng tâm? Như ta đã biết là đồng chí Tổng Bí thư đã chỉ rõ là trong nhiệm kỳ đại hội 12 thì cần đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh bền vững, mà đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo chỉ đạo có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm. Thì trong 6 nhiệm vụ trọng tâm mà đồng chí Tổng Bí thư trình bày tại đại hội thì nhiệm vụ trọng tâm đầu tiên và là quyết định nhất, đó là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Trong cái nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất này là nhấn mạnh cái tăng cường xây đảng trong sạch vững mạnh, nhưng mà trong tăng cường xây đảng trong sạch vững mạnh nhấn mạnh là phải ngăn chặn đẩy lùi cái sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ngăn chặn cái tự diễn biến tự chuyển hóa. Đấy là một trọng tâm. Một cái trọng tâm nữa trong cái nhiệm vụ trọng tâm này là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thì tôi cho rằng đây là một cái xác định rất chính xác, căn cứ vào cái thực trạng đảng ta hiện nay thì như nghị quyết trung ương chỉ ra và trong cái báo cáo của những cũng như quy trình về thực trạng thì thấy rằng đảng là nhân tố quyết định hàng đầu của thắng lợi cách mạng Việt Nam, nên là để 5 năm tới hay là chặng đường tiếp theo để đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh bền vững thì cái nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm tới là phải xây dựng đảng cho sạch vững. Thưa ông,